nhiều bác có hỏi em ngọc là cây kỳ nam này thì cái mắt ghép uh, lúc còn bé này thì liệu nó đã có kỳ và đã có trầm hay chưa Đấy, thì ngày hôm nay em làm cho các bác một cái video thực tế và cạo và uh, test cho các bác xem cái kỳ và cái trầm ở trong cái cây giống kỳ hải nam nhé này các bác có thể thấy đây Đấy, em đang cạo một ít để cái mắt ghép ra thì các bác có thể thấy là trong cái mắt ghép này đã có trầm và kỳ rồi này các bác thấy không ạ viết đen đen kia đó chính là cái trầm với kỳ đấy đây các bác này các bác quan sát kỹ nhé nói kỳ nhá, kỳ và trầm rồi đấy nó đã có rồi các bác thấy không đấy. những cây giống chuẩn thì nó phải có kỳ và trầm ngay từ khi mà ghép cái mắt ghép cành ghép lên rồi này chứ không phải là đợi nó lên lớn lên mới có nên là các bác nào mà uh, mua cây trầm cây kỳ của bên em thì bên em cam kết cho các bác là uh, cây kỳ và cây trầm uh, Hải Nam là chuẩn. Hôm nay bên em về uh, số lượng 5.000 cây kỳ Hải Nam và đang chuẩn bị bốc lên xe để gửi đi cho uh, khách để trồng và phát triển kinh tế. Đây là một loại cây uh, giống mới và mang lại giá trị kinh tế cao. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em Ngọc nhé.